Xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp chương 8, phòng lưu trữ hồ sơ của bộ truyện Tuyến xe cuối ngày mang số 13 của lão già 80. Chương này được dịch bởi Mộ Quân. Truyện được đăng ở bạchngọcsach.com. Truyện audio thì mời các bạn theo dõi Bạch Ngọc Sách Channel ở trên kênh YouTube. Ở chương trước, chúng ta đã thấy lão già 80 chỉ cho Tiểu Lý về khu vực bí mật của lão Đường ở tòa nhà 2 tầng bỏ hoang sau khu văn phòng. Thì anh Tiểu Lý của chúng ta cũng rất là tò mò, cho nên đã đi thẳng vào khu tòa nhà bỏ hoang đó. Và hiện tại thì không biết vì sao nhưng mà đã vô tình bị nhốt ở trong đó rồi. Bây giờ các bạn cùng Lan Chi xem coi anh ta làm gì trong đó nha. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi nghe thấy tiếng khóa cửa, liền khẽ chửi một câu má nó. Tiếng khóa cửa bỗng nhiên dừng lại. Sau đó là một sự im ắng tuyệt đối. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của người đó, cũng chẳng nghe thấy được bất cứ âm thanh nào khác. Sự im lặng giữa căn phòng trống rỗng tối đen nằm trên hành lang dài dằng dặc này dễ làm cho người ta liên tưởng đến sự chết chóc. Hiện giờ tôi cực kỳ hy vọng có âm thanh nào đó, dù chỉ là tiếng chốt cửa cũng tốt. Chứ cái kiểu im lìm như thế này khiến tôi phát run, nên thở mạnh cũng không giảm. Tôi cứ cảm thấy ở đâu đó có một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Đại khái khoảng 5-6 phút, tôi lại nghe thấy tiếng ổ khóa tắt một cái, và sau đó có tiếng bước chân. Tiếng giày da gõ lên sàn đó dần dần đến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng mà tôi đang trốn ở trong góc. Tôi nín thở, không dám nhúc nhích, mồ hôi túa ra như tắm, ướt sũng cả tóc tai. Mặc dù tôi không phải là ăn trộm, tôi có thể đường đường chính chính mà đi ra, nhưng giác quan thứ 6 của tôi mách bảo rằng cái đang đứng ngoài cửa kia không phải là thứ tốt làm gì đâu, tốt nhất là đừng có thò đầu ra. Tôi nhớ lại mấy cảnh trong bộ phim ma hôm trước. Tên biến thái rất thích núp trong căn nhà hoang rình rập con mồi, sau đó tàn nhẫn phanh thây. Trời cao phù hộ, người này không đứng lại quá lâu, hắn tiếp tục đi lên lầu. Lần này tôi không dám sơ sẩy, chờ đến khi chắc chắn là hắn đã đi xa thì tôi mới dám thở phào một cái. Tôi tự hỏi, tòa nhà hoang này một cái lông cũng không có, mắc gì phải cắt cửa người trông coi nữa. Đáp án chỉ có một thôi, có thứ gì đó quý giá trên lầu 2. Chú Sáu nói, lầu 2 có bí mật của lão Đường càng làm tôi thêm hiếu kỳ. Lão Đường chẳng phải là chết vì tai nạn sao? Không có tranh chấp kiện tụng, cũng không phải bị người khác giết hại, nên đương nhiên là không có cái gọi là ngụy tạo bằng chứng phức tạp gì đó. Lão Đường có thể là có bí mật gì nhỉ? Chỉ có một điều làm tôi thấy kỳ quái, đó là lão Đường bám ai không bám. Thì cái gì cứ phải là tôi, lại có vẻ vờ giới thiệu một con quỷ khác cũng chết 10 năm cho tôi biết. Đằng sau mấy trò dở hơi này của lão Đường, có phải là bí mật mà chú Sáu ám chỉ không? Nhìn về phía cửa chính đã bị khóa lại, lầu 2 thì có ai đó, tôi biết đêm nay đừng hòng ra ngoài được. Xem ra chỉ còn có cách ở lại trong gian phòng rách nát này một đêm thôi. Tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ ngắm mưa bên ngoài. Tôi thở dài muốn chửi thề, nhưng lời vừa trồi lên cổ họng lại lật lật nuốt xuống. Ai, đúng là đời mà, nhiều lúc khổ sở nhưng chẳng thể kể với ai. Tiếng mưa rơi đều đều đợt đợt bên ngoài, đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình rơi giữa đại dương mênh mông không thấy bờ bến. Bên cạnh có một chiếc thuyền, trên thuyền có hai người đang đứng. Tôi dồn hết sức bình sinh để kêu cứu, nhưng hai người đó vẫn dửng dưng lạnh lùng nhìn tôi. Tôi cố gắng muốn nhìn rõ mặt họ, nhưng cứ như có một bức bình phong chắn giữa tôi và họ, ngăn cản tầm nhìn của tôi. Khoảnh khắc sau cùng tôi chìm vào lòng biển, tôi đã thấy được gương mặt của hai người nọ. Hai người đứng trên thuyền chính là Lão Đường và chú Sáu.
Tôi giật mình tràn tỉnh, há miệng thở hổn hển. Cơn mưa ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ lúc nào. Giấc mơ này còn đáng sợ hơn gặp trăm nghìn con quỷ. Lão Đường thế mà lại thành một bọn với chú Sáu. Người tôi sợ nhất cũng là người tôi tín nhiệm nhất đang đi cùng nhau trên một con thuyền. Đêm mà ma mơ với cả mộng. Tôi sáng cho mình một bạt tai, tiếng ba vang lên trong tòa nhà yên tĩnh cực kỳ rõ ràng. Tôi giật mình tỉnh táo lại. Đúng là ngủ đến ngu người. Trên lầu còn có cái thứ gì mà không biết đó là cái gì ở trên kia kìa. Phải, trải qua vô số chuyện, bây giờ tôi không dám khẳng định bất cứ người nào quanh tôi là người hay thứ gì khác. Tôi rón rén đứng dậy, móc điện thoại ra xem giờ. Bây giờ là 3:10, trời vừa hưng hửng, cảnh tượng trong nhà cũng đã rõ ràng hơn không ít. Lúc tôi định ngồi xuống tiếp tục công cuộc ngất lình, thì đâu đó trên lầu 2, vọng đến tiếng ngáy ầm ầm như sấm. Tiếng ngáy này không hề gặp trở ngại nào, cứ thế xuyên không gian im ắng truyền đến tai tôi. Nghe tiếng ngáy như cưa gỗ đều đặn là biết thứ đó đang ngủ cực phê. Tôi đây một chút cũng không buồn ngủ, ngược lại sinh ra một ý tưởng to gan. Nó ngủ say như vậy thì hiện tại chính là cơ hội có một không hai để mò lên lầu. Chuyện chú Sáu cứ nói lượn qua rồi lượn lại trong đầu tôi. Trong phòng lưu trữ hồ sơ trên lầu 2 có bí mật của lão Đường đấy. Bàn tay tôi siết chặt lại. Ra thì ra không được, có cơ hội tốt chẳng thà đi lên coi thử xem thế nào. Tôi dứt khoát bước ra khỏi phòng. Lầu 2 còn tệ lậu hơn tôi tưởng. Nương theo ánh sáng từ điện thoại, tôi nhìn quanh một vòng mà không tìm được, mắt ói một trận. Sân nhà ngổn ngang, nào rác rưởi, nào giày dép cũ, nào vỏ chai rượu bình nhựa tứ lung tung, là còn cực kỳ hôi thối. Đang đi, bỗng nhiên tôi cảm giác mình đạp lên cái gì mềm mềm. Tôi vội nhấc chân lên cúi xuống nhìn. Vừa nhìn thấy một cái, tôi thấy ghê tởm thiếu điều muốn nôn tại chỗ. Tôi vừa đạp lên xác một con mèo chết từ đời nào. Nó đã rửa ra, bên trên thì nhung nhúc dòi bọ đang thưởng thức mỹ vị của chúng. Giờ bị tôi đạp xuống, lấy con dòi đẹp dí, dường như hòa thành một thể với đám thịt thối rữa, buộc nôn muốn chết. Tôi cắt tóc vũ vũ chân, hòng làm rớt hết mớ bẩn thỉu đang dính trong giày xuống. Tiếng ngáy như sấm vẫn vang lên nãy giờ đột nhiên ngưng bặt. Tôi giữ nguyên tư thế một chân giơ cao không dám động đậy nữa. 2-3 phút sau, tiếng ngáy lại một lần nữa vang lên. Tôi thầm vuốt một phen mồ hôi. Từ từ hạ chân xuống. Sau đó nhích từng bước như ốc sên về phía căn phòng lưu trữ hồ sơ ở phía đông. Càng đến gần bên đó thì mùi thối càng nồng. Tôi sợ lại đạp phải xác con mèo con chó nào nữa, cho nên đi vô cùng cẩn thận. Lúc tôi đến được căn phòng kia thì cũng đồng thời cảm nhận được tiếng ngáy sát bên tai. Quả nhiên là thế, thứ kia đang ở trong phòng đối diện với phòng lưu trữ hồ sơ. Cửa phòng khép hờ, bên trong không chút ánh sáng, tối đen một mảnh. Phòng lưu trữ hồ sơ thì lại hoàn toàn khác. Cửa phòng được khóa lại bằng cái ổ khóa to vật vã, ngay cả cửa sổ cũng tấm đinh kín mít. Một tòa nhà bỏ hoang 10 năm, nguyên cả tầng lầu mà chỉ khóa có mỗi phòng này, đúng là biết khơi gợi tò mò mà. Không cần nói cũng biết, đảm bảo là che giấu cái gì đây. Tôi chuyển chân, muốn mượn ánh sáng điện thoại soi qua cửa sổ xem thử bên trong có cái gì. Đúng lúc này thì bịch một phát, có tiếng phát ra từ phòng đối diện. Tôi hết cả hồn, run tay làm rơi điện thoại xuống sàn nhà. Tôi cũng mặc kệ, chả dám nhặt lên, nhanh chân phi vào phòng kế bách trốn tạm. Một hồi sau, bên trong phòng truyền ra tiếng cầu nhau. Mẹ kiếp, đã ngủ ngon ngã đầu bỏ mẹ rồi. Tôi thở phào, hóa ra vừa nãy là tiếng ngã xuống giường của cái thứ đó. Có điều điện thoại của tôi còn đang nằm trước cửa phòng kia. Tôi đang nghĩ làm sao mà nhặt lại được thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tim tôi đập dồn dập, thế quái nào ngay lúc này lại có điện thoại. Tôi chắc rồi. Alo, đang ở chỗ tôi. Được rồi, vậy để tôi gửi qua. Ra là điện thoại của thứ trong phòng bên kia. Tôi vừa lau mồ hôi lạnh vừa âm thầm thở ra. Đúng là quá căng thẳng rồi.
đến tiếng chuông điện thoại của mình là Tối Nguyễn dân tộc Phong cũng quên ráo. Tiếp sau, cửa căn phòng bên kia bị đẩy ra, một mùi hôi kinh hoàng ập tới. Tôi bịt mũi, thứ này thật sự quá giống con ma giết người trong phim. Chả biết trong phòng đó có cái mẹ gì mà thúi đến vậy. Lẽ nào thật sự là nó giết người phân xác để ở trong? Phòng lưu trữ đã khóa cửa, cửa sổ là bị đóng đinh. Hôm nay tôi đến mà không có chuẩn bị trước, nên không có cách nào vào trong. Tôi nghĩ trước mắt thì tranh thủ cơ hội thứ khi đi ra ngoài mình cũng chuồn thôi. Nghĩ xong tôi nhặt điện thoại lên rồi len lén theo sau nó. Trong bụng thầm khấn nó chỉ tạm thời ra ngoài nên sẽ không đóng cửa lại đâu. Ông bà phù hộ, nó mở cửa lầu một xong thì để đó không có khóa lại. Tôi chờ thêm nửa ngày rồi vội vàng chạy từ cầu thang phi ra ngoài. Khi tôi vừa chạy ra khỏi tòa nhà thì thứ kia đột ngột dừng chân. Tôi vội lăn ra sau một gốc cây, khả năng tên này nhận ra nó quên khóa cửa nên không an tâm mà quay đầu lại kiểm tra. Nó quay đầu cũng không nhanh lắm, ngay khoảnh khắc thấy mặt nó, chút xíu nữa tôi, là tôi bật ra tiếng, lão Ngô. Tôi quay về ký túc xá, ngót một hơi nửa bình rượu trắng, rồi mang đầu óc hỗn loạn thất hồn lạc phách mà nằm xuống giường. Lão Ngô kia là người tay nắm thực quyền cũng không thiếu tiền, vì cái gì mà lại ở trong tòa nhà hoang kia? Lại còn đúng ngay căn phòng đối diện phòng lưu trữ hồ sơ. Còn nữa, cái mùi thúi trong phòng của ổng là cái gì tỏa ra? Nghĩ đến đây tôi thấy cũng đúng thật mỉa mai, tôi đến đây làm hơn một năm rồi. Đầu tiên phát hiện ra anh em tốt nhất của mình, lão Đường, là một con quỷ đã chết 10 năm trước. Giờ thì ngay cả cấp trên lão Ngô cũng chẳng phải dạng vừa. Tệ hại nhất ở đây là tôi còn không thể xác định ổng là người hay quỷ. Tôi bị cái gì rồi? Sao cái quỷ gì tôi cũng động phải? Mấy người khác trên đời này có giống tôi không? Đồng nghiệp của họ, cấp trên của họ, có phải cũng là kiểu người không ra người, quỷ không ra quỷ? Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, nhưng lại không thể không cố gắng chống đỡ. Vì đại sư Lưu Vân Ba nói rằng, sự tình chưa giải quyết xong thì tôi vẫn phải tiếp tục tại chuyến xe 13 này. Tôi sờ lên chiếc vòng trên cổ tay, nghĩ đến nửa tháng nữa là đi gặp đại sư. Tôi nhất định phải thỉnh đại sư nghĩ biện pháp cho tôi. Bằng mọi giá, tôi cũng phải rời khỏi cái công ty này. Thiệt tình, tôi chẳng biết mấy người tôi bình thường vẫn gặp như Lưu Thắng hay cậu bé bọn họ có còn là phải là người không. Giờ tôi không còn tin tưởng bất kỳ một ai nữa. Sau khi trời sáng, tôi động viên bản thân đi đến văn phòng của lão Ngô. Lão ấy đang ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà nghe radio. Tôi dòm dòm, thấy sắc mặt của lão không có gì bất thường thì thầm thở phào. Chắc chắn tối qua lão không nhìn thấy tôi. Lão Ngô thấy tôi thì tắt radio đi rồi cười hỏi. Thế nào Tiểu Lý, vẫn không yên tâm hả? Đừng gấp gáp, tôi chuẩn bị xong tài liệu rồi. Một hồi tôi đi thành phố báo lại việc tuyển tài xế bên ngoài. Tôi lắc đầu nói. Không cần đâu Ngô ca, trước tiên tôi vẫn sẽ lái thử thêm một thời gian như thế nào đã. Mặt lão Ngô hiện lên vẻ nghi ngờ, lão vừa định hỏi thêm thì ông bảo vệ đi vào. Nhìn tôi bảo, Tiểu Lý, ngoài cổng có người tìm cậu, người ta chờ nửa ngày rồi đấy. Tôi vốn không muốn nấn ná lâu với lão Ngô, bèn miệng cơ hội này nhanh chóng chuồn đi. Trên đường ra cổng tôi vẫn đang suy nghĩ lại chuyện tối qua. Con mẹ chết kia, rồi cả mùi thúi đó, rồi còn có cả căn phòng lưu trữ hồ sơ đang bị khóa. Đến cổng rồi, tôi ngước lên nhìn thoáng qua, rồi ngây ngẩn cả người. Người đến tìm tôi là người ngồi xe tôi hôm tối đầu tiên, bà già bỏ quên sọt rau. Hết chương 8 rồi đó mấy bạn, ngồi đi ngủ đi, đừng đoán gì nữa. Ngày mai chúng ta lại nghe tiếp chương sau. Xin chào và chúc ngủ ngon.